chào các bạn đến kênh Nguyễn Nguyên Lóc nhé. Hôm nay vợ chồng son mình đi rút tiền. Bây giờ mình chạy ra cổng lăng các bạn. Lăng Quỳnh Đích. Yeah,
trời ơi. Dạ. Vô xếp hàng luôn không vậy? Tới nơi rồi. Thôi xin chào anh nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog. Chào chồng sao? Đi dạ, đi ăn rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi nhé các bạn, đi ra chợ triển lãm mình chơi nhé các bạn. Mình rút tiền rồi, hôm nay có lương các bạn. Không chạy xe rồi. Thêm cái đạp thể thao, tham đó, xe đua đó. Dẫn vợ đi dọc phố luôn nè. Lãnh lương đi dạo phố. Mình giờ mình chạy tới đó là hết đèn đỏ đó. Chậm nhất mà tốc độ có 1 cây số bây giờ. Xe đông quá. Giờ cái này giờ chạy được không vậy? Giao thông. Dạ. Giờ chạy được không? Xe quẹo. Đây là mình vô là trung tâm của thành phố Tân An này. Ê, tới hội chợ triển lãm các bạn. Đã quay rồi. Ừ. Wow, đây. Hội thi sinh vật cảnh tỉnh Long An nhé. Dạ không biết. Wow, thiệt quá trời, hàng chi hổm. Hổm hội chợ thì còn cái cảnh để lại. Em không mua phải không?
dê dạ lửa đi.